đây đây cả mỗi lại có nè là chắc có đi bị quan chỉ hổ nhà con này trong cảm nắng biết cây co lại đi đồ, bố không phải, bố giải cái này cái nhá, à, vì tôi biết được cái chuyện này là hơi ngặt, trợ thủ, cái lão bà thì là còn có một hai ngày thì ở Quảng Hòa chết rồi, cũng lý bất được thì con phải đại biểu đi thăm vọng cái bài chữ mãi hoa hiệu mong đẹp có bóng chân đi trong bắn bài chữ này quá bài chữ cho hơi gió con ngoài yên thăm cái lô bò cái lô bò lấy cho mày lương nhạc chí lại cho xin mong là hiệu mong lấy đi lấy cho quan sát hai chân sát hai yêu 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 hai đi gần những cái mùi bài và sáng có bài hôm 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 Đi đâu mà quan phó所以燒第二次你都唔制止你哋食環署咪話你啊？咁你燒死人啊！而家你咁搞，你哋執法推曬一隻香蕉，係咪？嚇！咁啊解決唔到問題，就話左街又咩咩嘢？我從嚟冇。你長江蒙古包燒咗咁多人，燒死咁多人，打話俾你，家下嚟做嘢。我冇得直嘅我，我就肯定唔淨得噶。依位就好，咁一句。唔係關你事，即係情情，我答我台講得啦，得啦得啦，即係呢件事咧，大家你哋都未清楚點解啦。
佢又受害者。我知啫，唔係關你，即係澄清呢件事俾你聽。佢又係受害者嚟嘅。我係想點？即係想澄清下，點解今次搞到咁樣？嗱，第一，即係我哋都屈咗咗氣。我講咩啊？冇同我哋開會啊？即係唔係啊？即係講緊，因為你哋又屈咗氣，佢哋屈咗都係。因為第一個咧，本應咧。呢條街就唔會發生咁嘅事嘅。嗱，點解第一個圍網，你哋唔執法抵制佢，燒到第二次六十幾檔都繼續燒。好啦，平息咗啦，又唔去抵制圍網，足之咪燒死人咯。係咯，啱唔啱啊？我哋繼續。你應該第一個圍網咧，應該強加抵制佢，唔俾佢圍網啊嘛。係你執，你係殖民處嘅執法者嚟㗎嘛。搞完。